chạy theo máy đi. Đừng đụng điện thoại nha. 1, 2, 3, 4. Lại nè. Mát không anh Vinh? Mát. Quá mát luôn, quá tuyệt vời luôn. Em giờ em sẽ thắng. Thank you.
nắng quá trời cả nhà ơi. Mà giờ biết sao xuống đây tắm được đây nữa. Xuống đây tắm đậu xe đây chắc ngồi ra chắc còn cái thằng bánh xe không á. Đừng cho nhau tiếng. Đây là những bông hoa nhỏ phải đoàn nha. Quá trời anh Vinh ơi. Bỏ này vô ba lô đi em. Cái điện thoại đâu rồi? Lấy điện thoại bé nhỏ của em được. Hello chị bé nhỏ nha, có được chuẩn bị đồ đạc gì tắm chưa? Hả? Tắm rồi luôn hả? Rồi cái cặp thì sao? Trời đất ơi, đậu xe đây mà chắc còn lăn bánh không á. Chết bà này, có nhạc đây chắc có dính băng quyền quá cả nhà ơi. Bây giờ mọi người đang tiến hành xuống bãi biển tắm nha cả nhà, quý vị. Mọi người giờ đi tắm rồi. Anh trai chuẩn bị đồ đạc đi tắm cho anh trai ơi. Anh trai tắm biển không anh trai anh Mạnh? Ơi, mình làm chính bảo vệ trong xe. Ôi trời ơi. Thì anh không tắm hả? Ờ, cái này chắc là không có nhau xe chứ để em ngồi xuống lên rồi chắc còn làm bánh không anh lại Mạnh ơi. Xuống tắm thì tắm. Thôi giờ chắc em chắc quay cũng quay cho cả nhà coi tắm rồi chứ. Vậy thôi anh Mạnh ở đây không mát em Mạnh nha. Được rồi, đi xuống quay cho. Dạ ok anh Mạnh, cảm ơn Mạnh nha. Nói chung thì anh Mạnh thì dễ thương lắm cả nhà. Đẹp trai phong độ dễ thương mà nói chung là thương em Út ở đây giúp cho em Út không có tắm được rồi. Vẫn chắc cũng không tắm luôn quá, vẫn thì cũng quay cho anh cả nhà coi làm kỷ niệm nè. Nè, mua cái kem đây. Không được, quay nhạc hồi dính bản quyền.